私の恋を奇跡のチューリップにしないで、ここから連れ出して、そんな気分chúng tôi đang có mặt tại tầng 7 cái núi Phú Sĩ. Bây giờ là 12:45. Không biết là chúng tôi có thể leo lên được cái đỉnh hay không. Phía sau là một số người họ đang tạm nghỉ ở tầng 7 này để tiếp tục leo lên cái đỉnh tầng 10. Và đây là cái chú mà đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong suốt quá trình đi. Bức tranh không còn gì để nói. Quá trời, đúng là ta thấy leo lên đỉnh núi rồi thấy cái gì đầu tiên cũng là thấy mệt. Dù cho là có lên được cái đỉnh hay không, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì đó là sự cố gắng của mình. Sẽ được ngắm mặt trời mọc. Hy vọng là sẽ ngắm được mặt trời mọc. Hẹn gặp lại các bạn. Đây là đoạn đường chúng tôi đã đi trong đêm. Đoạn đường khá tối, cho nên chúng tôi phải sử dụng đến đèn đeo ở trên đầu để có thể soi sáng. Xin chào các bạn. Như lời đã nói, chúng tôi đã cố gắng leo và trước mắt chúng ta bây giờ là bắt đầu những tia nắng đầu tiên. Lúc này là khoảng 4:50 sáng thì chúng tôi đang ở tầng 9 của ngọn núi. Các bạn có trông thấy những ánh nắng đầu tiên của một ngày mới trên đỉnh núi cao nhất của nước Nhật này không? Do chọn leo con đường Fujinomiya lúc bình minh lên, khi chưa lên kịp đến đỉnh 10, chúng tôi chưa thể thấy trọn vẹn khung cảnh tuyệt vời của mặt trời mọc. Nhưng ở tầng 9 này thì những tia nắng lung linh đầu tiên cũng làm siêu lòng chúng tôi. Mặc dù bây giờ chúng tôi đã thấm mệt rất nhiều, tưởng chừng như không còn đủ sức để tiếp tục cung đường còn lại, dù chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ đến đỉnh núi, và với quyết tâm chinh phục đỉnh núi cùng lời động viên và sự nhiệt tình của chú người Nhật tốt bụng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến với đỉnh núi Phú Sĩ, nơi là hồn thiêng của nước Nhật. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thì đã khoảng tầm 7:55 sáng, gần 8:00 sáng. Cuối cùng thì mình cũng không ngờ rằng là mình có thể làm được cái điều không tưởng mà cả cuộc đời mình, lần đầu tiên mình mới làm điều này, đó là leo lên trên đỉnh núi Fuji.
hay quang cảnh của đỉnh núi. Cảm ơn Fuji San, cảm ơn người Nhật, những người bạn Nhật đã vô cùng thân thiện và tốt bụng, đã hướng dẫn cho mình có thể lên tên tận nơi như thế này. Arigato gozaimashita. Kamisama. Một điều kỳ diệu, đúng là một kỳ tích. Nhìn thì thấy đơn giản lắm, nhưng mà nếu như các bạn mà có thể một lần đến đây leo núi thì các bạn sẽ cảm nhận được leo lên trên đỉnh núi là một điều vô cùng kỳ diệu, bởi vì đó là một sự cố gắng phi thực, phải có một sức khỏe rất là dẻo dai. Mình đã tưởng chừng mình đã bỏ cuộc nửa chừng ở tầng 9, mình không thể lên được, nhưng với sự cố gắng cũng như sự động viên của những người bạn Nhật thì mình đã lên được tới nơi. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào các bạn. Bây giờ là khoảng 9:30, mình đang leo xuống núi. Các bạn nhìn thấy không? Ngày hôm nay là một ngày quá tuyệt vời, bởi vì thời tiết rất là đẹp, không có nắng, leo lên thì không có mưa. Theo như dự báo thời tiết thì hôm nay có thể có mưa, nhưng mà thật sự là quá tuyệt vời. Phú dĩ rằng quá tuyệt vời. Đôi khi có những điều kỳ diệu mà chúng ta không đến Phú dĩ thì chúng ta sẽ không biết được điều kỳ diệu đó. Xin chào các bạn có thấy ở trên xa kia không? Có một chiếc xe này nó có trách nhiệm là mang đồ ăn thức uống từ chân núi lên trên các cái trạm dừng chân để mà cho các mì xe nấu cũng như đem thay rác hay cái gì đó. Ồ, lần đầu tiên mình thấy thật là sự gọi, thật là tuyệt vời. Đúng là con người có thể làm nên tất cả. Con đường mình sẽ trở về. Hôm nay trời rất là mát. Núi Phú Sĩ, hay còn gọi là Fuji San, là ngọn núi cao nhất Nhật Bản với độ cao 3.776m và cũng là biểu tượng nổi tiếng của quốc gia này. Đây là ngọn núi lửa nằm giữa hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka. Người ta cho rằng người đầu tiên lên đến đỉnh ngọn núi này là một nhà sư vô danh trước thời đại Meiji. Vì Phú Sĩ là một ngọn núi thiêng nên phụ nữ không được phép trèo lên đỉnh núi. Ngày nay, đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng và lý tưởng cho rất nhiều nhà leo núi. Ngọn núi này thường là đề tài trong các bức họa và nhiếp ảnh nghệ thuật cũng như trong văn chương và âm nhạc. Đây là một trong ba núi thánh của Nhật Bản, Sanrei-san, cùng với núi Tate và núi Haku, và cũng là một nơi đặc biệt của danh lam thắng cảnh, một di tích lịch sử và đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới do UNESCO công nhận vào ngày 22 tháng 6 năm 2013. Mùa tốt nhất để leo núi Phú Sĩ là sau khi hết mùa mưa, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9, nên leo núi 2 ngày liên tục trong khoảng thời gian này. Ngoài việc đến ngắm, còn có một chương trình chinh phục đỉnh núi, leo núi ngắm bình minh. Chương trình này thường mở ra vào mùa hè khi khí hậu quanh vùng núi ổn định, còn trên đỉnh núi nhiệt độ khoảng từ 5 tới 6 độ, gió nhẹ, ít mưa. Hàng năm, núi Phú Sĩ được mở cửa trong vòng 2 tháng, từ ngày 1 tháng 7, tiến hành nghi thức làm lễ mở cửa ở núi tầng 5 Gogome thuộc cửa Yoshida. Ngày 31 tháng 8, mọi hoạt động chính thức kết thúc. Đây cũng là thời gian Phú Sĩ đón nhiều khách du lịch nhất, thậm chí có những ngày cuối tuần có đến hàng chục ngàn người tìm đến quanh núi Phú Sĩ, trong đó có khoảng 30% là người nước ngoài. Khi xưa, núi Phú Sĩ là nơi hành hương chứ không phải một khu thể thao giải trí, nên việc leo núi có rất nhiều quy định nghiêm ngặt. Những người hành hương lên núi sẽ phải trải qua nghi thức tẩy rửa thân thể trong sạch tại một trong năm hồ lớn ở chân núi, mặc trang phục trắng, lên tới trạm thứ 8 và nghỉ một đêm trong lều. Sáng sớm hôm sau, họ sẽ lên đỉnh núi để ngắm bình minh, sau đó đi một vòng quanh miệng núi lửa trước khi xuống núi theo một đường khác. Ngày nay, việc leo núi đã dễ dàng hơn. Đoạn đường từ chân núi lên tới đỉnh Phú Sĩ đã được chia thành 10 tầng hay là 10 trạm. Tất cả đường đi đều được trải đá bằng phẳng nhằm giúp du khách dễ di chuyển. Tuy đường đi đã dễ, hành trình leo chỉ mất từ khoảng 7 tiếng, nhưng nếu không chuẩn bị kỹ, bạn vẫn có thể bị thương do thân nhiệt bị giảm hoặc gặp các tai nạn, sự cố xảy ra trong quá trình chinh phục đỉnh cao. Người muốn leo thông thả thì nên chọn ngày thường, tùy theo chương trình leo núi mà cổng leo sẽ khác nhau. Cổng Yoshida bên tỉnh Yamanashi hoạt động từ ngày 1 tháng 7 đến giữa tháng 9. Các cổng Fujinomiya, Tsubashiri, Gotemba bên tỉnh Shizuoka hoạt động từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9.
Ngày leo núi mỗi năm sẽ được công khai trên website nên hãy tìm hiểu kỹ. Sau khi đã quyết định ngày leo núi thì bước tiếp theo các bạn hãy xem bản đồ trên website chính thức của núi Phú Sĩ để hoạch định chương trình leo núi cho mình. Có thể đi bằng xe hơi hoặc xe buýt lên tới 50% độ cao của núi, cho nên hãy lập kế hoạch chi tiết về thời gian xuất phát và thời gian đến nhé. Có những chương trình chính như sau: ngắm cảnh nguyên đêm, trở lại ở trạm nghỉ trên núi một đêm, trở lại một đêm ở độ cao khoảng 70-80% núi, đi về trong ngày. Nếu muốn đi bộ thông thả thì từ mất khoảng 12-14 tiếng đi khứ hồi, trường hợp trở lại thì cần đặt trước. Cần chọn trang phục đơn giản, dễ thay đổi để phù hợp với thời tiết. Vì thời tiết trên núi rất bất thường nên hãy mang theo áo mưa, nên đi giày bền và dễ di chuyển, và giày spat, ống, giày ống để giày không bị ướt khi trời mưa, cũng như là tránh trường hợp cát vào trong giày ở những đoạn đường có nhiều cát. Những vật dụng như đèn pin đeo trên đầu để dễ tiện di chuyển, túi ngủ, bản đồ, chai nước uống khoảng 1 lít, bánh kẹo, đồ chống nắng, khăn giấy, bao ni lông, một loại nước đặc biệt dành cho leo núi là calorie, dụng cụ sơ cứu, khăn mặt, tiền lẻ, nên chuẩn bị tiền xu 100 yên vì nhà vệ sinh ở Nhật thường sử dụng. Đây là những thứ không thể thiếu cho hành trình leo núi. Xe ở trạm chỉ lên đến tầng 5, gọi là Google Me, còn lại các bạn phải tự leo. Đường lên đỉnh núi có 5 cung đường chính: Kawaguchiko, Tsubashiri, Fujinomiya, Fuji Yoshida và Gotemba. Có thứ nhất là đường Kawaguchiko và Yoshida. Đây là con đường nhiều người đi nhất, luôn có xe buýt từ trung tâm Tokyo và Nagoya, mất khoảng 6 tiếng để lên tới đỉnh núi Phú Sĩ. Đây là đoạn đường được khuyên nên chọn vì có nhiều hàng quán nhỏ ven đường. Vào mùa cao điểm, con đường này sẽ rất đông, có khi còn bị tắc đường, phù hợp với các bạn lần đầu leo núi. Điểm xuất phát tại trạm số 5 Gogome, cao 2.305m, thời gian 6 tiếng đi lên và 3 tiếng 15 phút đi xuống. Xuất phát từ trạm số 5, nơi có nhà nghỉ, từ dốc thoai thoải đến dốc đá, có những chỗ nghỉ ở trạm 7 và 8, cao từ 2.700-3.000m. Sau khi đi qua cái cổng Tori ở trạm số 9, bạn sẽ tới đoạn đường toàn đá, lên tiếp sẽ tới một cái cổng Tori trắng, đi lên các bậc thang, các bạn sẽ lên tới đỉnh. Trên đỉnh có ngôi đền Kusuji Shinza, tại đây bạn có thể xin ấn, bạn có thể tìm thấy các quán nhỏ và một hòm thư ở trên đỉnh. Đi xuống thì đường nó là một con đường khác so với con đường lên, nên xem bản đồ. Có thứ hai là đường Fujinomiya, đây là đường ngắn nhất lên đến đỉnh núi, nhưng cũng có nghĩa là nó có nhiều đoạn dốc, đường lên và đường xuống là giống nhau. Một yếu điểm của cos này là bạn không ngắm được mặt trời mọc nếu không lên được tới đỉnh. Điểm xuất phát từ trạm số 5, cao khoảng 2.400m, thời gian là 5 tiếng đi lên và 2 tiếng 40 phút đi xuống. Xuất phát từ trung tâm Garden Center, nơi có tượng của ông John Rutherford Alcott, người nước ngoài đầu tiên leo lên đỉnh núi Phú Sĩ, bạn sẽ leo lên một con đường đầy cát và sỏi. Trên đường đi, bạn sẽ có thể thấy được núi Hoesan phía dưới. Lên tới khoảng 3.000m, đường đi không còn cát nữa mà toàn là đá. Tới trạm số 8, khoảng 3.250m, có trạm cứu hộ núi Phú Sĩ, nơi mà những du khách gặp vấn đề sức khỏe sẽ được giúp đỡ. Trên đỉnh núi có vài quán nhỏ và có ngôi đền Okunomiya. Đường xuống giống như đường đi lên, khi đi xuống hãy chú ý nhường đường cho những người leo lên khác. Những cót khác là Gotemba, dài và khó nhất trong các cót, tuy nhiên vắng hơn đường Yoshida. Cót Tsubashiri dễ đi nhưng dài, đến trạm số 8 thì hợp vào với cót Yoshida. Chinh phục núi Phú Sĩ cũng gần như là chinh phục bản thân mình. Và hơn thế nữa, bình minh trên núi Phú Sĩ bao giờ cũng đẹp, rất xứng đáng để chúng ta leo lên đỉnh chỉ để ngắm. Phú Sĩ là một ngọn núi lửa, xung quanh miệng núi này có rất nhiều điểm cao và những chỗ bạn có thể dừng lại ngắm bình minh vẫn chưa phải là điểm cao nhất. Nhưng vì lý do an toàn, các hướng dẫn viên sẽ không cho các bạn leo lên chỗ cao nhất để ngắm bình minh. Nơi đó thường chật hẹp, không khuyến khích nhiều người chen nhau đứng lên. Hơn nữa, muốn ngắm bình minh thì phải chọn chỗ có tầm quan sát thoáng đãng về hướng đông. Ngắm mặt trời xong, nếu thích bạn có thể đi thêm một đoạn ngắn để có thể ngắm miệng núi lửa. Đường khá hẹp nên bạn phải xếp hàng, cần cẩn thận vì đoạn đường này có nhiều cát sỏi dốc và trơn. Miệng núi lửa có đường kính khoảng 870m và sâu 220m. Tuy đã ngủ yên từ năm 1707, nhưng các nhà địa chất vẫn đề phòng và xếp Phú Sĩ vào những ngọn núi lửa đang hoạt động. Sau khi chụp ảnh miệng núi lửa, bạn sẽ leo xuống bằng một con đường khác để tránh lẫn lộn với dòng du khách mới đang lên. Cả đường đi lên và đi xuống cũng không cách nhau xa lắm, các đoàn có thể nhìn thấy nhau. Đường xuống làm theo kiểu dít dắt chữ Z để giảm bớt độ dốc và được trải cát hay sỏi, nên giúp giảm trượt khá nhiều.
Trạm dừng khi xuống vẫn là khu khách sạn ở tầng 8 để du khách ăn sáng, lót dạ rồi mới xuống tiếp. Lúc này bạn có thể ung dung ngắm cảnh. Núi Phú Sĩ có độ cao 3.776m và chỉ có từ 2.400 đến 2.800m trở xuống, thảm thực vật của núi mới có thể mọc xanh tốt. Còn quá độ cao đó, cảnh quan sẽ là những sườn núi trơ trụi, đá sỏi và dấu vết của nham thạch. Tuy nhiên, ngắm những sườn núi với những dấu vết nham thạch trong màn mây sương khói buổi sáng cũng sẽ rất thú vị. Xuống đến tầng 5, nếu thích bạn có thể chậm rãi đi bộ xuống thêm tầng 4 hay tầng 3 để hít thở không khí trong lành với tất cả những ai có dịp leo núi mùa hè. Đó đều là trải nghiệm khó quên khi chinh phục được đỉnh Phú Sĩ huyền thoại. Mà tất cả chúng ta hãy nên thử một lần đến với Phú Sĩ để trải nghiệm cái cảm giác này. Các bạn sẽ không bao giờ quên được cảm giác này. Đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời của mỗi người. Chúc các bạn thành công.